Và chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Vũ Tuấn Cổ phiếu Kim Cương trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 8 tháng 3, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022. À, và hôm nay là một phiên mà thị trường bán ra khá là mạnh và ở đây thì cái mình đánh giá là cái phiên này là một phiên mà cũng khá là rủi ro. Sẽ có thể dẫn đến một cái đợt điều chỉnh ngắn hạn. Anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi vào phân tích để đánh giá tại sao mình lại nhận định như vậy. Thì các anh chị cũng được thấy là À, với kênh uh, của mình thì các anh chị thấy là xuyên suốt từ cái thời điểm trước tết âm lịch và sau đó là sau tết âm lịch thì muốn mình luôn duy trì một cái cách nhận định các anh chị có thể xem lại tất cả những cái phiên mà mình có gửi cho các anh chị thì mình đều nhận định là thị trường trong cái xuống đi lên yếu sideways nằm dưới cổ phiếu đúng không nó xuyên suốt như vậy ngày nào cũng vậy đúng không tuy nhiên hôm nay thì các anh chị thấy là mình uh, nhận định cái góc nhìn hôm nay có vẻ là tiêu cực hơn một chút so với những cái phiên trước thì tại sao lại lại nói là như thế và nó rủi ro như thế này thì nó có thành một cái nhịp uh, rơi sâu hay không thực ra ở đây thì nó không đủ cơ sở để nhận định là một nhịp rơi sâu nhưng mà nó sẽ đủ cơ sở để nhận định là một cái đợt điều chỉnh ngắn hạn anh chị nhé một dụ anh chị có thể thấy là đi vào cái phân tích mình sẽ đi vào phân tích ngay cái nội dung ngày hôm nay anh chị có thể thấy là vn index hôm nay là một cái phiên mà điều chỉnh bán ra một phần trăm và khối lượng khá là lớn thì uh, khi mà điều chỉnh như thế này này các anh chị gần thấy hình như hình thành là với đương nhiên là với cái xu hướng dài thì nó vẫn là hình thành là một cái nó vẫn trong một duy trì một cái xu lên thì chưa đủ để kết luận đúng không tuy nhiên trong ngắn hạn thì các anh chị thấy là nó cũng có hình thành một cái giai đoạn điều chỉnh như thế này, này ở đây thì mình không nói là thị trường sẽ là, là sập nhé mình không nói là sập nhưng mà các anh chị thấy sau một cái nhịp một, một cái giai đoạn như thế này này thì các anh chị thấy là các anh chị thấy là cái giai đoạn này, này. đây là dòng tiền đầu cơ nó, nó bắt đầu nhiều nhé dòng rất nhiều nhà đầu tư nó cũng thoát ra rồi ở giai đoạn này thì ra giai đoạn này dòng tiền đầu cơ ít khi đó thì các anh chị thấy sẽ có một số nhà đầu tư và mua sẽ kiếm lợi nhuận được ở một số dòng cổ phiếu như là cái dòng cổ phiếu bán lẻ hoặc một vài cổ phiếu mà các anh chị có thể thấy trong cái danh mục cổ phiếu kim cương của mình ấy. hôm nay rất nhiều các cổ phiếu một số cổ phiếu kim cương mà chạy cũng khá là mạnh hôm nay thậm chí là còn bán sàn cơ lát mình sẽ nói chi tiết hơn Nhưng sau một cái nhịp như thế này thì các anh chị thấy là sẽ có những cái nhà đầu tư đoàn này khối lượng gia tăng đúng không khi dòng tiền đầu cơ lên thì nó sẽ rủi ro rất là nhiều đúng không thì để mà thị trường đi lên tiếp được để mà thị trường đi lên tiếp được anh chị nhé thì nó cần phải khi dòng tiền đầu cơ gia tăng ở đây thì để đi lên tiếp được thì nó sẽ phải rũ nó sẽ phải rũ nó rũ ở đây làm gì nó rũ ở đây thì để mà loại bỏ những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đi đúng không ạ nó sẽ loại bỏ một số nhà đầu tư nhỏ lẻ như các anh chị đấy là chắc chắn nhé để mà lên được còn nếu mà nó duy trì ở cái mức khối lượng như thế này thì nó linh sinh nó sẽ khó lên các anh chị thấy có rất nhiều những cái nhịp mà nó phải rũ như vậy mình sẽ lấy ví dụ để các anh chị có thể nhìn đây đây là một cái nhịp mà nó cũng xong rồi rũ nhé nó rũ nó rũ, rũ kiệt đi thì gần như là những cái nhà đầu cơ nhà đầu tư rồi nhỏ lại yếu tim sẽ ra hết đây các anh chị thấy sau những cái nhịp rũ thì gần như rũ khối lượng lớn sau đấy kết vôn nó có thể lên được nhé thì ở đây thì nói là thị trường sập thì nó cũng có vẻ là chưa hợp lý lắm bởi vì các anh chị thấy là gần như giai đoạn này này những nhà đầu tư lớn thì chưa kiếm được nhiều tiền nhà, nhà đầu tư chưa kiếm lớn chưa kiếm được nhiều tiền do vậy để mà rũ sâu thì mình nghĩ là cũng khó khi mà họ 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 họ, họ, họ thoát hàng nó ra khỏi thị trường như đâu đó là nhiều nhà đầu tư nhỏ đã chốt lời kiếm được lợi nhuận ở đây thì sẽ chốt lời hoặc là nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa kiếm được lợi nhuận ở đây thì với những cái thông tin về vĩ mô thì họ bắt buộc họ phải, phải thoát họ rũ rũ thế này thì thì các chị thấy là mình hay phân tích về cái đường 95 phần trăm thì thực tế thì các cái chỉ số index thì đều đều chưa thùng được 95 phần trăm nếu thủng thì sẽ là nguy hiểm vn 30 thì cũng chưa thủng đâu vẫn ở phía trên phía trên nhá thì nó vẫn trên được 95 phần trăm Tuy nhiên các chị có thể nhìn thấy là cái rũ này thì có thể thấy rằng là nó sẽ rủi ro trong ngắn hạn nó rủi ro trong ngắn hạn thì nó sẽ tốt cho một cái nhịp khác để chúng ta vào nhé thì các anh chị nhá vn30 cũng vậy này vn30 hôm nay cũng nó thành thành một cái giai đoạn bán ra khá mình hay gọi chỗ này là kênh xuống đấy đây nha các anh chị những cái phiên sau mà giảm sâu hơn phiên trước nó hình thành một cái kênh xuống nhé thì nó sẽ là rủi ro ngắn hạn rủi ro ngắn hạn À, các anh chị có thể nhìn thấy cái số lượng cổ phiếu tốt hôm nay cũng có sự sụt giảm chỉ còn 227 cổ phiếu thôi Yeah. thì uh, ngoài ra là rất nhiều những cổ phiếu mà đang chạy nước rút hôm nay bán ra cũng khá là mạnh các anh chị có thấy những cổ phiếu mà mình cũng hay nói nhiều ví dụ như các cổ phiếu như pet này đúng không vừa rồi một cái nhịp chạy nước rút hôm nay cũng bán ra khá là mạnh đúng không các cái cổ phiếu chạy nước rút uh, rất là mạnh thì hôm nay cũng bán ra rất mạnh Của như hh đúng không hoặc là những cổ phiếu mà đang chạy rất tốt bán ra gần như các cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu kim cương hôm nay đã thủng ở a mười và a hai mươi rồi số lượng cổ phiếu kim cương bị sụt giảm còn bị dồn giảm khá là nhiều thì vừa mình đánh giá Tóm lại là mình sẽ đánh giá thị trường hiện nay ấy, là nó sẽ có một cái giai đoạn rủi ro ngắn hạn. Và cái mà mình chia sẻ với các anh chị trong cái phương pháp đầu tư của mình ấy, là đúng thì chúng ta sẽ cho lợi nhuận cao và sai đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sẽ sửa đúng không ạ? Và nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu nếu các anh chị chưa có lợi nhuận thì phiên hôm nay là một phiên mà chúng ta sẽ phải sửa sai và thấy sai và sửa. À, rất nhiều anh chị hỏi rằng là chúng ta có thể chờ nó rũ xong nó hồi lại được không? Thì theo mình nghĩ là không, không nên Chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế được Nhưng đấy là một sự đặt cược ngược Và theo mình thấy là nó không hợp lý nhé Khi mà thị trường rũ như thế này này à, Ok, nó là rũ đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải thuận theo tự nhiên Chúng ta thuận theo tự nhiên nhé Chúng ta hãy Hãy chỗ này chúng ta hãy trở thành một nhà đầu tư thỏa non đi Mình nói rồi Những nhà đầu tư nó sẽ phải có hai cái khuôn mặt ở trên thị trường Một là khuôn mặt của nhà đầu tư cáo già Hai là khuôn mặt của nhà đầu tư thỏa non nhé thì khi mà vào những cái giai đoạn thị trường nó đang trong xu hướng lên thì chúng ta phải giữ một khuôn mặt thỏ non để chúng ta bám theo cái nhịp của thị trường nhưng mà khi khi mà nó như thế này thì chúng ta cũng phải giống như mình nói là phải chúng ta phải thả lỏng ra đúng không ạ chúng ta không được cãi với thị, trường mặc dù là mình thì vẫn duy trì quan điểm là nó sẽ có một cái nhịp rơi sau đây sẽ có một nhịp lên bởi vì khi nó rũ nó rũ vài phiên thì khối lượng nó nó lại nó lại nó lại thấp đi thì nó lại có một cái nhịp À, thì lúc đó lại có một cái cơ hội và các anh chị thấy là trong cái nhịp vừa qua thì bản thân là bản thân mình hàng ngày chia sẻ với các anh chị thì các anh chị nhìn thấy cũng đã rất nhiều các cái cổ phiếu mà cho các anh chị lợi nhuận rất là tốt đúng không bản thân là uh, từ sau tết uh, âm lịch nhé đây các anh chị ví dụ như cổ phiếu như pet này frt này hh này dpm này đúng không vhc dqc này cho các anh chị lợi nhuận rất là lớn bản thân là mình uh, một cái nhịp sau đợt nghỉ tết âm lịch <laughs> cái tết âm lịch cái thời điểm này cũng rất là gần mà mà một số cái tài khoản mình hỗ trợ quản lý mà cũng thể đánh cho NAV có thể tăng lên được khoảng ba chục bốn chục phần trăm và hôm nay bản thân mình cũng là gần như là bán ra hết gần như bán ra hết mình chỉ giữ lại cái nhóm dầu khí thôi liên quan đến dầu khí thôi bản thân mình hôm nay là cũng gần như bán ra hết rồi chia sẻ với anh chị nha yeah. thì sau một vài phiên rũ này thì mình, mình nghĩ có thể là nó sẽ vẫn rút tiếp có thể sẽ rút tiếp và rút tiếp thì là tốt nha yeah. rút tiếp là tốt tốt sau đấy thì chúng ta sẽ vào một cái nhịp mới các anh chị vào thấy những cái giai đoạn mà nó rút nó bắt buộc nó phải rũ nó bắt buộc phải rút nếu mà rũ mà đến không rũ được nữa đúng không ạ thì nó quay lên thì lúc đấy là chủ yếu là các cái dòng tiền của các nhà đầu tư lớn thôi không phải là dòng tiền của các nhà đầu tư lớn mua vào nhé có rất nhiều cái mà các anh chị đặt câu hỏi nhưng mà các anh chị đang đặt câu hỏi chưa đúng dòng tiền không phải là người ta dòng tiền nhà đầu tư lớn vào nó là dòng tiền của nhà đầu tư lớn chưa ra khỏi thị trường và nhà đầu tư lớn là những người người ta đầu tư người ta có có cái chiến lược người ta hiểu biết về thị trường người ta hiểu về tâm lý hành vi của những nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không người ta cũng phải hiểu giống như các anh chị thấy là mình cũng nói rất nhiều rồi một nhà đầu tư lớn là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp giống như lính lính chuyên nghiệp á đúng không ạ còn các anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ thậm chí các anh chị chưa có kinh nghiệm chưa có kiến thức chưa có phương pháp giao dịch thì các anh chị giống như là những cái nhà nhưng giống như dân dân thường Đúng không? dân thường thì gần nước đâu được đào tạo đâu thì các anh chị đang dùng chính cái kỹ năng dân thường của mình để đi đấu một với những quân tinh nhuệ đúng không ạ do vậy nếu các anh chị không đặt mình vào để hiểu về cái hành vi của họ thì các anh chị sẽ trở thành những nhà đầu tư thất bại đúng không các anh chị phô mô thì các anh chị mua vào xong các anh chị lại chính các anh chị tự các anh chị tự các anh chị sợ hãi tự các anh chị bị rút bỏ à, rất nhiều anh chị chê trách là những nhà đầu tư lớn những cá mập thực ra không phải do chính chúng ta thôi do chính những cái người không chuyên nghiệp do chính những cái người không có kiến thức tự mình làm khổ mình tự mình làm đau mình anh chị nhá đấy là cái cách tiếp cận còn nhà đầu tư lớn người ta chưa làm gì cả người ta cũng chả làm gì cả đúng không ạ người ta chỉ có một cái tâm lý vững vàng hơn các anh chị và người ta có một cái cách thức giao dịch hiệu quả hơn nha thì mình cũng nói lại là cái phiên giao dịch hôm nay là một cái phiên giao dịch <laughs> rủi ro ngắn hạn rủi ro ngắn hạn mình thì hôm nay là gần như chốt hết rồi, chỉ còn nhóm dầu khí thôi, nha. thì cái mình khuyến uh, nghị là hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu kim cương. bản thân các anh chị thấy những cái phiên qua số lượng cổ phiếu kim cương rất là nhiều và cũng rơi khá là nhiều. nha. thì bản thân mình hôm nay cũng gần như cũng bán khá là nhiều. chủ yếu chỉ giữ lại mấy cổ phiếu này thôi. còn lại uh, PVD thôi, một vài cổ phiếu về, về PVC chưa chốt. còn DGC là hôm nay cũng cơ bản cũng chốt, chốt hơn một nửa rồi. rất nhiều cổ phiếu lại chốt hơn một nửa rồi. DPM chốt hơn một nửa rồi anh chị nhé thì đó là như vậy thì ở đây thì các anh chị nói là có anh chị nói là chúng ta nên bình tĩnh thực ra bình tĩnh hay không bình tĩnh thì vấn đề là khi mình hiểu mình hiểu được nó mình làm chủ được nó thì tự mình sẽ bình tĩnh thôi đúng không ạ còn bình tĩnh không có nghĩa là mình mình vô cảm thị trường mình gần thị trường quá mình cũng chết mà mình xa thị trường quá mình cũng chết cái chính là mình phải giữ một khoảng cách đủ vừa với thị trường để ra những quyết sách những quyết định mà nó mang tính chất ổn định và không có cảm xúc anh chị nhé hôm nay thì mình sẽ không khuyến nghị nhiều về dòng cổ phiếu nữa mình sẽ không khuyến nghị về nhiều về dòng cổ phiếu nó chỉ có một số những cái dòng mạnh đây thôi đây là dòng cổ phiếu mạnh thì các chị có thể thấy đây một số dòng này nó cũng vẫn khá là mạnh vận tài biển này dầu màu thép này dầu khí này đúng không nội thất kim loại màu hóa chất chuyên dụng này à, chứng khoán vẫn còn mạnh nhưng mà số lượng cổ phiếu tốt rất là ít thì mình uh, hy vọng thực ra thì uh, nó hy vọng thì cũng cũng không hạn không ai hy vọng thị trường rơi đúng không ạ mình mình không hy vọng cái đấy nhưng mà mình cảm nhận là thị trường sẽ có một cái nhịp điều chỉnh một vài phiên để tiếp tục rũ bỏ nhé rũ bỏ tiếp những cái nhà đầu tư nhỏ lại đi sau đó thì uh, sẽ có một cái nhịp lên và sẽ đổi sẽ đổi những cái dòng cổ phiếu mới sẽ đổi những cái dòng cổ phiếu mới hoặc là những cái cổ phiếu mà nó chạy ở cái giai đoạn uh, uh, vừa rồi khá là tốt nó rất là dụng nó nó dũ nó tích lũy lại và nó vào một cái nhịp mới thì hoàn toàn chúng ta lại có cơ hội đánh một cái nhịp mới. Nha anh chị nhé, thì tóm lại là cái nhịp này này, mặc dù thị trường lên không không nhiều nhưng bản thân nếu các anh chị mình khẳng định là nếu các anh chị đánh theo cái 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 cách cái, uh, chia sẻ thông tin của mình thì các anh chị trong những cái nhịp mà ở đây các anh chị sẽ có những cái việc tăng NAV khoảng ba bốn chục phần trăm là là ok nhé. Và hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ cơ bản là ra khỏi thị trường rồi, trừ dầu khí thôi, anh chị nhé đó là cái cách tiếp cận chia sẻ thông tin của mình với các anh chị về chứng khoán và cái nhận định của mình trong ngày hôm nay nha chúng ta sẽ không đi theo cái hướng là bắt đáy hay là như thế nào chúng ta không đón không cần phải đón giao rơi các anh chị cứ chờ con dao nó rơi xuống đất xong vào các anh chị nhìn thấy các anh chị vào các anh chị giải ngân gia tăng một hai phiên là các anh chị hoàn toàn có thể làm chủ được vài cổ phiếu kim cương rồi rất là mạnh cơ hội nhé thì các anh chị cứ bình tĩnh thì đây là nhận định của mình thì các cổ phiếu kim cương hôm nay thì các anh chị có thể nhìn đây chỉ có một số cổ phiếu thôi cũng khá là ít một số cổ phiếu thì vẫn còn trong tình trạng ok đây anh chị nhìn vào đây còn một vài cổ phiếu trong nền ok nữa rất là ít thôi đúng không đấy thì các anh chị có thể nhìn lấy với AAS, AAH, này DRP, MSR, PPG, này CNG, DQC này ok nhá thì là những cổ phiếu này, này thì nếu mà các anh chị thấy là hiện nay nó vẫn trên MA10 thì thông thường cổ phiếu kim cương một thùng MA10 là mình bán do vậy vì một số cổ phiếu này bản thân mình cũng phải bán ví dụ như cổ phiếu Gil là mình này cũng phải bán này À, một số cổ phiếu Đúng không? một số cổ phiếu đây nó cũng phải bán ví dụ HDG cũng phải bán như thế nhưng cổ phiếu lại giảm mất một nửa DPM giảm một nửa DGC chốt lời một nửa như thế dòng mấy cái mấy dòng dầu khí này thì vẫn giữ nhá thì nếu mà ngày phiên ngày mai thủng 30 thì cũng bán còn những cổ phiếu dưới này thủng 30 10 thì... 20 thì nên bán đấy thì mình thấy là sau cái nhịp rơi thì nó sẽ có cái cơ hội mới chị nhá thì cứ mỗi một nhịp này chúng ta lăn được cái NAV của chúng ta lên khoảng có thể gọi là nói một cách nhẹ nhàng thôi khoảng 15 20 phần trăm mình nghĩ là ok đúng không thì các nhóm ngành mình nói rồi mình sẽ nói lướt một chút để các anh chị nhìn thấy các cổ phiếu kim cương ngày hôm nay mặc dù là khá nhiều các cổ phiếu kim cương cũng dụng rồi nha hôm nay cổ phiền bán ra khá là mạnh chốt lời các cổ phiếu chốt lời nha ví dụ như cổ phiếu chạy nước rút mình thấy cũng bán ra nhiều cổ phiếu chạy ra. những cái nhóm ngành không mạnh như những cổ phiếu này chạy rất đẹp cũng cũng rơi rất là sâu đúng không? rơi rất là sâu pet thế là cổ phiếu vừa rồi chạy nước rút cũng rơi đúng không TQC D... TQC thì là chạy nước rút nhưng mà cuối phiên bán ra khá là mạnh nay thanh khoản có sự gia tăng như này là nó là một ép thớt nhẹ anh chị nhé đó thì các chị một lời thì mình sẽ lướt Đấy, AAS này chúc mà sau những cái nhìn du lắc này thì những cổ phiếu mặc dù là kim cương thì nó cũng xấu đi hơn rất là nhiều cái biên độ bán ra khá là rộng nhé DCM này TPM này những cổ phiếu này mình đều chốt một nửa hết PDI này Đấy, thì mình sẽ lướt nhanh thôi hôm nay chúng ta sẽ không nói nhiều về các cổ phiếu bởi vì chúng ta không đi mua các cổ phiếu hôm nay chúng ta chỉ xem là chúng ta ứng phó như thế nào thị trường chúng ta có rút ra thị trường hay không có những cổ phiếu nào vẫn là đẹp đấy mình thấy nay dòng dầu khí thì dầu mỏ dầu khí này thì pvc dầu chạy nó rút vẫn rất là đẹp ok này pvs cái thứ vẫn duy trì được pvd vẫn duy trì được ok này pvt đấy còn đấy, ddg một số cổ phiếu này vẫn được ohc klb này thì nó quá lỏng không bị không đẹp là pb này hơi lạc một chút đấy, -M. đấy g -G, hút hút này thì là vừa rồi cũng có một cái nhịp chạy rất là tốt có một số bạn hỏi cổ phiếu này cũng kiếm được cái lợi nhuận tương đối à, pt lút tiếp lút này thì vẫn chạy nói chung là thị trường rơi nó cũng làm c 4 g thì vẫn ok nhé yeah. còn lại những cổ phiếu bên dưới này thì xấu hơn cái bf này sau hai phiên khá ổn như hôm nay cũng 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 rơi về nền rồi rơi về nền rồi anh chị nhé đấy FTO này thì rơi về nền rồi nhé thì các anh chị lưu ý này có nhiều anh chị xem kênh của mình thì uh, các anh chị xem những cái những cái ngày này nói mà các anh chị uh, thấy là cổ phiếu đều rất là cổ phiếu mạnh thì các anh chị có thể là các anh chị chưa mua đúng không xong các anh chị lại mua ở một số phiên này có thể đâu đó đúng không Sao vậy nguyên tắc của mình ấy, là với mỗi cái chu kỳ sóng này với mỗi cái chu kỳ chu kỳ sóng này cho dù sóng mạnh hay sóng yếu nhé thì thông thường là mình đều truy cập rất là nhanh truy cập rất là nhanh vào thị trường mình chỉ gia tăng trong vòng khoảng hai ba phiên ba bốn phiên là mình có thể lấp được hết tài khoản rồi tùy theo những cái giai đoạn có thể đánh mưa gì hay không nhưng lấp rất nhanh và mình nằm im nằm im đến những cái cổ phiếu nào chạy nước rút là mình chốt lời ví dụ như pet là chốt ở tuần trước đúng không ạ dgc chốt ngày hôm nay hoặc là hôm nay một số cổ phiếu là mình cũng 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 cũng, cũng chốt những cổ phiếu mà lợi nhuận trước được khoảng 15 20 phần thì hôm nay thậm chí nó cũng bị rơi khoảng 5 đúng không có những cổ phiếu như dgc thì chốt từ sớm thì lại được ra sáu mấy dqc xin lỗi thì uh, nguyên lý của mình nói với anh chị rồi bao giờ cũng là vậy đơn giản nhưng nó hiệu quả là đúng thì lợi nhuận lớn mà sai thì là <laughs> đúng thì là lợi nhuận lớn mà sai thì uh, sửa rất nhanh đó là nguyên tắc uh, các anh chị à uh, uh, các anh chị uh, à, uh, nhiều anh chị uh, xem cái file Excel này thì cũng chưa hiểu nhé thì mình cũng nói là mình tổ chức một cái khóa học uh, mình tổ chức một cái khóa học anh chị nhé mình tổ chức một cái khóa học đây này mình tổ chức một khóa học nhá, anh chị nhé Ờ uh, nếu anh chị nào mà xem video nhiều mà chưa hiểu á thì anh chị có thể học cái khóa nền tảng này thực ra gọi là nền tảng thôi nhưng mà nó cũng là những cái khóa học mà mình nghĩ là nó cũng rất là chất lọc đấy mình khẳng định là trên thị trường gần như nếu các anh chị mà chỉ cần học được cái kiến thức canceling và VSA như thế này là các anh chị hoàn toàn có thể gọi là tự tin khi mà các bạn môi giới tư vấn cho các anh chị mà các anh chị thấy không ổn là hoàn toàn các anh chị có thể nhìn thấy ngay Nhá thì cái khoa học này và dạy vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 buổi sáng là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ chiều từ 14 giờ 18 giờ dạy miễn phí các anh chị nhé còn nếu anh chị muốn lấy những cái tài liệu về DVD cancel VSA các thứ thì các anh chị nộp học phí là 1,5 triệu còn không có theo mình thấy là miễn phí là ok thì các anh chị học cái này thì các anh chị sẽ hiểu được các cái quy luật vận động của thị trường của các cổ phiếu các cái đặc điểm của các cổ phiếu thành công và khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta bán nhưng các anh chị sẽ hiểu được cả về canceling và viết đây đấy nhưng thì các anh chị sẽ khi học được cái khoảng, cái, cái lớp này thì mình cũng sẽ tặng cho các anh chị một số cái công cụ lọc cổ phiếu trên Amibroker Broker và anh chị hoàn toàn có thể làm chủ được cái hoạt động giao dịch và hàng ngày nếu các anh chị uh, đọc cái này các anh chị sẽ hiểu rất nhiều anh chị hỏi rằng là tôi mua cổ phiếu này thì vùng mua ở đâu vùng bán ở đâu thực ra nó theo tùy, tùy cách thôi đấy là theo cách cái cách truyền thống mà các anh chị thấy các bạn môi giới các bạn hay xui các anh chị như vậy nhưng mình thì theo một hướng khác nhé mình theo hướng khác cổ phiếu kim cương nếu gần này là chúng ta phải mua đúng không còn bán khi nó không là kim cương nữa thì chúng ta bán thế thôi đơn giản đúng không ạ chúng ta hoàn toàn không có tí cảm xúc nào cả thì thì các anh chị mình nghĩ là các anh chị nên tham gia cái khoa học này thế thì các anh chị đăng ký thì các anh chị kích vào cái đường link này, này đăng ký khoa học thì đó là các cái nội dung nhận định của mình trong cái thị trường hiện nay và cho sắp tới là ngày mai là ngày 19 tháng 3 thì hy vọng là các anh chị là trong những cái giai đoạn mà chị điều chỉnh chúng ta hãy giữ một cái đầu lạnh đúng không một cái cách phân tích ổn định đúng không một cái chiến lược một cái một cái rule một cái nguyên tắc mà chúng ta giao dịch loại bỏ những cái cảm xúc để làm sao có cái hiệu quả cao nhất Ok, thì hy vọng là bản tin cũng như cái thông tin chia sẻ giúp ích được các anh chị cho phần nào cho hoạt động đầu tư của mình. Thì các anh chị đừng quên là đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái thông tin mới nhất từ kênh. Và anh chị có thể chia sẻ các cái nội dung của kênh đến với những cái người quan tâm chứng khoán khác. Ok, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.